Sáng ngày 12 tháng 6, ông Phạm Xuân Nghiệp, xã E Son, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk vừa nhận được ngôi nhà mới 40m² xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4 trị giá 80 triệu đồng. Đây là ngôi nhà được xây dựng thông qua chương trình Nâng cánh ước mơ do Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk thực hiện, công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên tài trợ kinh phí. Được biết, ông Phạm Xuân Nghiệp thuộc hộ nghèo, đơn thân phải chạy thận để duy trì sự sống. Nhiều năm qua ông phải sống trong ngôi nhà siêu vẹo không đảm bảo an toàn. Thông qua chương trình Nâng cánh ước mơ, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk phối hợp Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã kết nối nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí hỗ trợ xây nhà cho nhiều hộ gia đình nghèo, trao học bổng cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh.